Hồng Ngọc công khai ảnh bị bỏng nhưng vẫn phải che gương mặt vì sợ nhiều người giật mình. Vụ nổ nồi sông hơi khiến Hồng Ngọc bị bỏng nặng, đặc biệt phần mặt bị biến dạng. Hiện tại, nữ ca sĩ đã khá hơn nhưng vẫn tích cực điều trị trong thời gian dài. Cách đây ít phút, Hồng Ngọc đăng tải hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân và nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Theo đó, hiện tại, những vết bỏng trên người Hồng Ngọc đã khô dần nhưng vẫn còn cảm giác đau đớn. Có thể thấy, phần trước ngực và mặt của nữ ca sĩ bị thương khá nặng và cần nhiều thời gian để phục hồi. Cô còn dùng icon để che gương mặt, tránh gây lo lắng cho mọi người. Nằm trên giường bệnh, Hồng Ngọc chia sẻ câu chuyện xúc động về cậu con trai quấn quýt mẹ trong những ngày qua. Nữ ca sĩ cho biết, dù đau đớn nhưng hành động tình cảm lén vào phòng ôm mẹ ngủ của quý tử khiến cô ấm áp và quên đi những vết thương trên người. Cả tuần nay các con phải ngủ riêng với bố, không được đụng chạm vào mẹ vì đau. Tự nhiên thấy em chui vào nằm trên mẹ, thương em quá đi mất, nên giờ mẹ cũng không còn thấy đau, Hồng Ngọc viết. Nhiều lời cầu nguyện được gửi tới giọng ca Mắt Nai Cha Cha Cha, mong cô tai qua nạn khỏi để trở lại sân khấu. Hơn ai hết, Hồng Ngọc cảm nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho mình. Nữ ca sĩ cho biết, chính sự động viên khích lệ đã cho cô sức mạnh tinh thần để vượt qua tai nạn khủng khiếp lần này. Trước đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ tình hình cụ thể của Hồng Ngọc trên trang cá nhân. Theo giọng ca say tình, tai nạn xảy ra khi người em thân thiết đang kiểm tra nhiệt độ phòng sông hơi cho con trai và bất ngờ nồi sông hơi phát nổ. Gương mặt của nữ ca sĩ chịu tổn thương nặng như một người bị 5 người đàn ông khỏe mạnh đánh liên tiếp trong 20 phút. Do vết bỏng nặng nên Đàm Vĩnh Hưng dự đoán phải mất 6 đến 8 tháng, Hồng Ngọc mới có thể trở lại bình thường. Suốt một tuần qua, Hồng Ngọc nhận được sự quan tâm và chăm sóc tận tình của ông xã. Dù đau đớn, nhưng nữ ca sĩ luôn tỏ ra lạc quan khi chia sẻ tâm trạng trên mạng xã hội, trấn an mọi người không nên quá lo lắng khi cô vẫn đang tích cực điều trị. Sau một tuần nổ nồi sông hơi tại nhà, Hồng Ngọc cho biết sức khỏe cô đã khá hơn. Nữ ca sĩ vô cùng cảm động trước sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Sáng ngày 15 tháng 5, thông qua trang cá nhân, ca sĩ Hồng Ngọc thông báo tình hình sức khỏe. Những dòng tin nhắn hỏi thăm cô suốt một tuần qua khiến Hồng Ngọc không kìm nổi nước mắt. Cô bày tỏ lòng biết ơn khi chứng kiến tình cảm đẹp đẽ mọi người dành cho mình. Nữ ca sĩ khẳng định chính sự động viên khích lệ đã cho cô sức mạnh tinh thần để vượt qua tai nạn khủng khiếp lần này. Nói về vết thương, Hồng Ngọc cho biết hiện tại mình khá hơn, tuy nhiên cần thêm thời gian để da phục hồi hoàn toàn. Trước đó, ngày 9 tháng 5 vừa qua, thông tin Hồng Ngọc bị bỏng nặng được Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ gây xôn xao dư luận. Theo đó, tai nạn xảy ra khi cô đang kiểm tra nhiệt độ phòng sông hơi cho con trai, bất ngờ nổ nồi sông hơi. Do vết bỏng nặng, Đàm Vĩnh Hưng dự đoán Hồng Ngọc có thể mất 6 đến 8 tháng mới có thể trở lại bình thường. Nắm được tin tức, nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc đến nữ ca sĩ và mong cô sớm bình phục. Trên các diễn đàn mạng xã hội, mọi người đều cầu chúc điều tốt đẹp sẽ đến với giọng ca Mắt Nai Cha Cha Cha. Trong những ngày qua, ông sẽ là người cận kề chăm sóc nữ ca sĩ. Khi Hồng Ngọc gặp tai nạn, anh đã thông báo hủy diễn lịch trên trang cá nhân và mong mọi người cùng cầu nguyện cho bà xã sớm tai qua nạn khỏi. Hồng Ngọc là cái tên quen thuộc của khán giả thế hệ 7X, 8X. Khi đang ở độ 9 sự nghiệp, Hồng Ngọc bất ngờ sang Mỹ định cư. Tại đây cô gặp và tái hôn với Thomas Tâm. Mối lương duyên giữa cô và ông xã là do Đàm Vĩnh Hưng tác hợp. Hiện tại, vợ chồng Hồng Ngọc đã có sự nghiệp vững chắc tại hải ngoại. Thỉnh thoảng, cô về Việt Nam biểu diễn theo lời mời đặc biệt vì không muốn xa chồng và các con.